Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 6 tháng đầu năm 2021, huyện Yên Bình đã quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đến hết tháng 6 có 4 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, 9 chỉ tiêu đạt 70% kế hoạch, 11 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của huyện đạt 1.450 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt tăng 8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 39%. Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 31 triệu đô la. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 133 tỷ đồng. Huyện Yên Bình cũng đã bê tông hóa được 66 km đường giao thông nông thôn. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện, các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Trong 6 tháng cuối năm, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, huyện Yên Bình tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể trên cơ sở điều chỉnh kịch bản, không điều chỉnh chỉ tiêu. Thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, duy trì chế độ trực lũ bão theo quy định, chủ động phương án thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống lũ bão, tiếp tục đẩy mạnh công tác giải quyết đơn thư, không để đơn thư kéo dài vượt cấp gây bức xúc trong nhân dân.